mặt cho thẩm mỹ viện Malisa xin kính gửi đến quý khách có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Ngày hôm nay Bảo Thi rất vui khi được là một trong những vị khách mời được góp mặt trong một ngày rất là trọng đại của chị Malisa. Thì Bảo Thi xin được chúc cho chuỗi thẩm mỹ viện Malisa của chúng ta sẽ ngày một thành công, hoành tráng hơn nữa và luôn luôn là một trong những địa điểm uy tín nhất, nhận được thật là nhiều sự yêu thương và tin tưởng của tất cả các tín đồ làm đẹp tại Việt Nam ạ.